Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay mình lại tiếp tục quay cho video cho mọi người thấy là ở quê mình như thế nào nha. Trời tối hôm qua thì mưa là rất là to, và bây giờ là mưa lũ là ngập lên đến cả cánh đồng ở đây. Như mọi người đang thấy trước mặt đây, hình ảnh là con nước lũ và cây cầu thì cũng đã bị cuốn trôi đi rồi. Đấy, nước ở đây bây giờ ngập lên đến cả ruộng, những cái thấp thấp gần cánh đồng này luôn rồi. Đây. Thì và cô lập một bản làng ở bên kia nữa rồi. Thì bây giờ nhiều hộ dân là bây giờ không qua được suối nữa rồi. Bây giờ con suối này và có cây cầu thì cũng đã bị cuốn trôi đi rồi mọi người ạ. Bây giờ phải chờ nước tạnh lên thì người dân mới lại làm tạm cây cầu để đi qua nhé mọi người. Đấy. Đây là hình ảnh dòng nước lũ tối hôm qua mưa cả đêm. Đấy, đây mọi người nhìn thấy không, nước lũ rất là to luôn, chảy suốt mưa suốt từ tối hôm qua đến giờ, bây giờ mới nắng nắng. Chỗ giữa này là có cái cầu người dân tự đắp đi nha mọi người nha. Đây là con đường duy nhất để đi sang khu bản làng bên kia nha. Đấy, và đây là con đường độc đạo để đi nha mọi người. Người dân mà muốn đi qua thì phải đi qua con đường này nha, chứ không còn con đường nào khác này. Nước lũ trắng xóa luôn. Đấy, và bây giờ ở đây là cũng không làm gì được, bây giờ chờ nước rút thì người dân mới có thể đi mua bán được hoặc đi giao lưu được. Đây, nước lũ luôn. May những cái bờ này còn cao cao nên là nước không ngập qua được, còn những cái ruộng ở thấp kia là nước lại tràn vào luôn nhé mọi người. Đấy, nước chảy rất xiết luôn, bây giờ cũng không dám đi qua luôn. Bây giờ người dân ở nơi đây thì cầu mong có một cây cầu để đi lại cho nó thuận tiện dễ dàng. Đây là hình ảnh chân thật nhất về cơn lũ nha mọi người. Và cơn lũ này bắt nguồn từ tối hôm qua nha. Chỉ mưa có một đêm thôi mà bây giờ nước đã như thế này rồi. Những người dân bản làng bên kia là rất cần một cây cầu đàng hoàng để đi nha mọi người. Nhiều khi là hết gạo, muốn đi sát gạo thì cũng mưa như thế này thì cũng không thể đi được, nên là đành mượn tạm của những người thì còn gạo để ăn qua ngày nha mọi người. Rất là nghèo khó luôn. Đấy, đây là chỉ mới mấy ngôi nhà ở bên ngoài đấy nha, còn đằng sau kia còn rất là nhiều nhà nha mọi người. Nên là cầu mong những các mạnh thường quân hoặc các nhà hảo tâm xem được video này thì hãy ủng hộ cho bản làng chúng em một cây cầu để đi lại cho nó thuận tiện nhé. Và cũng trong những ngôi nhà đấy có ngôi nhà của em ở kia, thì bây giờ em cũng không biết là về nhà em bằng cách nào được. Xe máy thì đi được, không đi được, mà đi lội bộ thì cũng không dám qua tại vì nước nó chảy xiết quá, nên là rất khó khăn luôn. Thì vừa lúc nãy là trời mới bắt đầu hửng nắng lên thôi mọi người. Sau cơn lũ này thì người dân sẽ lại làm tạm một cây cầu khác để đi nhá mọi người. Cái điều kiện kinh phí bây giờ để xây một cây cầu nó hoàn thiện thì cũng rất là nhiều tiền, tại vì dân ở đây là cũng nghèo, cũng không làm gì ra tiền thì mọi người ạ, chỉ quanh quẩn với mấy đồng ruộng và làm mấy cái việc là lặt vặt quanh nhà thôi nha mọi người.
Nếu mà những ai xem được video này thì hãy cho em một like và một đăng ký và một chia sẻ nhé, để chia sẻ rộng rãi những hình ảnh này cho bạn bè và mọi người cùng thấy nhé.